Ngày 24 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã bất ngờ từ chức. Đây là thay đổi đầu tiên trong nội các của Tổng thống Obama sau khi Đảng Dân chủ của ông thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để mất nốt quyền kiểm soát thượng viện vào tay Đảng Cộng hòa. Tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã chính thức thông báo về việc ông Hagel từ chức. Theo ông Obama, ngay từ hồi tháng 10, việc từ chức của ông Hagel đã được thảo luận. Tổng thống Mỹ cũng dành những lời lẽ tốt đẹp để ca ngợi cá nhân ông Hagel và những đóng góp đối với quân đội và nước Mỹ. Trước đó, hãng tin AP đưa tin trong sáng ngày thứ hai, ông Hagel đã đệ đơn từ chức và được tổng thống Obama chấp thuận. Tuy nhiên, ông Hagel sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng cho tới khi người kế nhiệm được thượng viện Mỹ phê chuẩn. Các quan chức nhà trắng cho biết, lý do tổng thống Obama đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hagel từ chức là do cuộc chiến chống lực lượng cực đoan nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Iraq và Syria đang đặt ra cho nước Mỹ hàng loạt thách thức an ninh mới. Do vậy, cần phải có người có những khả năng mới. Theo báo chí Mỹ, ba nhân vật tiềm năng thay thế ông Hegel là cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Michel Flournoy, thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ và cũng là một cựu sĩ quan quân đội Jack Reed và nhân vật thứ ba là cựu Thứ trưởng Quốc phòng Aston Carter. Ông Hegel, 68 tuổi, là thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa của bang Nebraska. Ông được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Bộ trưởng Quốc phòng ngày 26 tháng 2 năm 2013, thay ông Leon Panetta. Ông Hegel là cựu quân nhân đầu tiên và cũng là cựu binh chiến tranh Việt Nam đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Với 41 phiếu chống tại Thượng viện, ông Hegel trở thành ông chủ dân sự của Lầu Năm Góc, vấp phải sự phản đối cao chưa từng có trong lịch sử. Sau khi ông Hegel từ chức, nhóm phụ trách an ninh của tổng thống obama nhiệm kỳ hai sẽ không còn bất kỳ chính khách nào của đảng cộng hòa